Xin chào các bác thích bật lửa đẹp của Ambet Shop. Ambet Shop xin giới thiệu đến các bác mẫu bật lửa ST Dupont Hoàng Gia, được đựng trong hộp 3 lớp rất là sang trọng, rất là thích hợp cho bác nào làm quà tặng nhé. Hộp lớp đầu tiên thì là màu trắng này, lớp thứ hai màu đỏ này, lớp trong cùng được làm bằng giấy giả da rất là sang trọng luôn. Ốp ở trong là hộp bằng gỗ nhé. Bộ sản phẩm của mình full book bao gồm một bật lửa và một bộ thẻ hãng này. Sách hướng dẫn sử dụng rất là nhiều thứ tiếng này. Đấy, sách sử dụng rất là nhiều thứ tiếng. Rồi một catalog này. Cái bộ sản phẩm này thì mình bỏ qua. Mình sẽ nói chi tiết về cái bật lửa này. Đây là một cái bật lửa bằng thép khối rất là đẹp, được mạ màu theo công nghệ sơn mài độc quyền của Trung Quốc nhá. Độc quyền của Trung Quốc. Đấy, rất là chất. Đấy. Các bác có thể nhìn, để em chạm lấy nét, các bác có thể nhìn rõ cái số hiệu bên dưới. Đấy. Hàng này là hàng loại 1 cao cấp các bác nhé. Cũng giống như các mẫu Dupont trước đây em giới thiệu với các bác thì nó cũng có hai line. Một line để bơm ga này và điều chỉnh ga to nhỏ này. Bác nào sử dụng Dupont thì rất là quen thuộc rồi. Còn bác nào chưa sử dụng Dupont hoặc là mới sử dụng lần đầu, các bác có thể liên hệ cho em để em hướng dẫn các bác cụ thể nhé. Bên em cũng có video để hướng dẫn bơm ga thay đá, rồi các thay bánh xe này. Nói chung là rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng ở trên YouTube rồi ạ. Đấy, cái sản phẩm này mình có cái họa tiết là hai con sư tử này đang ôm một viên ngọc, và trên viên ngọc thì có một cái vương miện rất là sang trọng, rất là đẹp nhá, viên ngọc màu đỏ ạ. Mệnh hỏa dùng được nhá, mệnh hỏa dùng được, mệnh kim cũng dùng được. Đấy, rất là đẹp luôn, hai mặt. Đấy, đấy, tiếng kêu rất là chất. Đấy, bật lửa cũng rất là nhạy nhá, 10 phát ăn 10 luôn ạ. 10 phát ăn 10 ạ. Đấy. Anh em nào mà kết sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambet Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các bác trên toàn quốc, hoặc các bác có thể truy cập website ambet.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như xem nhiều mẫu Dupont khác, hoặc các bác có thể liên hệ cho shop nhanh theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.